nay chính phủ cùng toàn dân ta trong dịch đẩy lùi Covid, nước Nam ta quyết giành chiến thắng. Dù gian nan dẫu khó khăn ta chẳng sợ, cách ly quanh vùng đảng ta ra sức quyết liệt. Toàn dân ta ơi, nhớ nhắc nhau chấp hành tổ thơ. Ta đi đâu phải nhớ khẩu trang, mang theo bên mình dung dịch rửa tay sát khuẩn. Để an toàn tuyệt đối, mỗi người chúng ta hãy nhớ những lời Bác đã. Ý thức ta chấp hành cuộc chiến chống dịch thành công. Khi đi xa về từ nơi nào có dịch, mọi người khai báo để cách ly an toàn tuyệt đối. Bảo vệ người thân để nước Nam ta an toàn, quê hương gian rộng vòng tay ôm lấy mình. Thì mình phải biết chớ dối gian trung thực nhớ chưa. Ta cách ly 14 ngày thôi, nhưng mang an toàn đến cho tất cả mọi người. Vậy ta phải tự giác chấp nhận cách ly, đừng nghĩ có điều tiên tri. Ý thức ta chấp hành, đất nước ta càng bình an. Thực hiện lời tuyên truyền của Thủ tướng Chính phủ, cùng toàn đảng, toàn dân chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Đi xa về từ nơi nào có dịch, mọi người khai báo để cách ly an toàn tuyệt đối. Bảo vệ người thân để nước Nam ta an toàn, quê hương giang rộng vòng tay ôm lấy mình. Thì mình phải biết chớ dối gian trung thực nhớ chưa. Ta cách ly 14 ngày thôi, nhưng mang an toàn đến cho tất cả mọi người. Vậy ta phải tự giác chấp nhận cách ly, đừng nghĩ có điều tiên tri. Ý thức ta chấp hành, đất nước sẽ càng bình an. Bao nhiêu con người cùng sống pha lên đường, đội ngũ y tế đã dốc sức dốc lòng chiến đấu. Bộ đội của ta vác ba lô đi lên rừng, bao nhiêu tấm lòng mạnh thường quân quyên góp tiền để cùng đất nước góp sức chung tinh thần nước ta. Ta chung sức thể quyết đồng tâm chiến thắng Covid, vẻ vang Việt Nam chống dịch. Để cùng một chí hướng quyết phải đánh tan để biết sức mạnh nước Nam. Ta quyết tâm đồng lòng cuộc chiến chống dịch vẻ vang. Ta quyết tâm đồng lòng chiến thắng chống dịch vẻ vang. Ta quyết tâm đồng lòng chiến thắng chống dịch vẻ vang. Đã biết chưa mấy ai ta nghe lời y tế, bao nhiêu tình truyền hay thế. Anh em mình không chế, không cho căn bệnh thành xu thế. Cần thiết mình cách ly, không tránh được đâu đừng tránh chi. Bởi vì một chút chúng ta lơ là, đừng nên vì một phút mất đi tất cả. Dù bao lời xin lỗi cũng chẳng thay đổi đâu. Đừng nên sang xuôi vì cộng đồng mãi sâu. Việt Nam ơi, chống con tim sông ngại dịch Corona. Thắng thua vinh quang đều nằm trong tay ta. Đã trôi qua bao nhiêu đời, đinh lý trần lệ ơi. Chống con để cho con lo, chiến tranh không sợ ngại dịch Corona. Vững tin nước nhà đang và nhân dân ta sẽ tóc treo ngàn cân. Vẫn còn thế chẳng toàn dân đầy niềm tin. Mỗi người là một chiến binh.
người là một chiến binh, mỗi gia đình là một phái. Qua rồi lại nói sinh mạng con người thì đâu có lòng thái, cuộc sống lung linh như ngọn nến đừng để lỡ lan thì mới biết là mình sai. Lý do là đâu không cần phải bàn cãi, anh bên trái hay tôi bên phải, một khi đi rất khó mới trở lại, đừng tham phút chốc mà đã mất cái ngày mai. À, có bao giờ tự hỏi em đã làm gì cho tổ quốc chưa, thay vì ngồi trách móc họ khi vì em ngày đêm từng tạo nắng mưa. Tất cả vì em mà em đâu care, họ nói mà em đâu nghe, còn đâu là văn minh tuổi trẻ không là anh lại bảo văn hải quay xe. Giờ đây thôi đừng chơi chốt tim, mà mình số hay là bị ho, ta gọi y tế liền. Chúng tôi sẽ đi là vì bạn ok, bạn ở nhà vì chúng ta, đừng đợi đến khi gặp hoàn nạn mới thấy giọt lệ hơi mi đầy xót xa. Baby chúc con tiếng sông ngài xì corona, thắng thua vinh quang đều nằm trong tay ta, đã trôi qua bao nhiêu đời đinh lý trần lễ. Cho con để cho con lo, chiến tranh không sợ ngại gì corona, vững tin nước nhà đàn và nhân dân ta sẽ tóc treo ngàn cân, vẫn còn thế chân còn dân đầy niềm tin, mỗi người là một chiến binh. Chiến binh, mỗi người là một chiến binh. Việt Nam ơi, cháu có tiêm xong ngại gì corona, thắng thua vinh quang đều nằm trong tay ta, đã trôi qua bao nhiêu đời đinh lý trần lễ. Cháu con để cháu con lo, chiến tranh không sợ ngại gì corona, vững tin nước nhà đàn và nhân dân ta sẽ tóc trên ngàn cân, vẫn còn thế chân còn dân đầy niềm tin, mỗi người là một chiến binh. Đang đi chơi bỗng nhân được thông tin rằng có virus ncov đang lan tràn Nam Châu, làm nhiều nước đang hoang mang, dân lo toàn dịch lây lan. Ôi thật khiếp sợ, khiếp sợ. Từ Vũ Hán Trung Hoa virus về nơi đây, làm tan nát bao con tim đang rất là vui tươi. Giờ không biết đi đâu thôi, ta ở nhà mà trông con, ta trông con. Người hãy nhớ nâng cao thể chất, đi đến đâu hay đeo khẩu trang, rửa tay hàng ngày, ai sốt ai ho khai báo ngày, khai báo ngày. Cập nhật tin tức covid-19 phải được xác thực của Bộ Y tế, tung tin nói xàm bắt ngay sợ lắm đây. À, đang linh tinh lên phường á. Nào mình cùng toàn dân chống dịch covid, rửa tay sát trùng, rửa tay đúng cách chống dịch bệnh covid. Ít đi chơi thôi và phải nhớ luôn dùng khẩu trang ở nơi đông người. Người về từ những vùng bị covid cách ly 2 tuần. Chuyện xảy ra từ khi covid-19 start. Tây Ban Nha, Italia, Korea cùng với dân China đã dính rất nhiều ca. Dịch Covid đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều quốc gia. Dù bị cách ly bạn cũng đừng ngần ngại, vững tin lên nhé và nhớ đừng cờ rải. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ rồi chủ quan lại bị nhiễm em Covid. Những tháng ngày ta chống dịch, người làm y tế rất là đau đầu, còn bỏ qua cơn bão này. Yeah, yeah. Lăng trải mọi người sống trong lòng, khi tổng quốc kia đã quá tuyệt vọng. Mọi người giờ hãy cùng nhau chung tay, tay đi giải cứu tôm. Nhiều người làm kinh doanh dân tàn nhẫn, gom biết bao nhiêu là khẩu trang, tung tin bịa đặt, nâng giá lên cao ép giá dân. Lợi dụng Covid kinh doanh giả dối, chắc chắn sẽ bị gặp nhiều tai ương. Chung tay chống dịch hay trách nhiệm văn minh. Nào mình cùng toàn dân chống dịch Covid, rửa tay sát trùng, chống dịch bệnh Covid. Ít đi chơi thôi và phải nhớ luôn dùng khẩu trang ở nơi đông người. Người về từ những vùng bị Covid cách ly 2 tuần. Con xin ông trời mang con Covid kia rời xa. Nơi đây chỉ còn nỗi đau và bát nước rau,
hãy cô xa nước đi rồi hết đi, vì virus em COVID đã mang hết đi. Cảm thấy đắng lòng, cảm thấy quá buồn. Thương mọi người em cố lên. Cảm thấy quá sợ và mình cảm thấy quá sợ. Hãy văn minh trong dịch COVID, vững tin lên nào. Đồng lòng chống dịch bệnh COVID, hãy thương yêu nhau. Mình người Việt Nam kiên cường bất khuất, đánh tan dịch bệnh. Để mọi người dân trên toàn thế giới vỗ tay khâm phục. Luôn bên nhau, hãy cùng chung tay đẩy lùi COVID khỏi nơi đây. Trời xuôi cũng bởi vì COVID, giờ khóc cùng ai bởi trắng tay. Biết đến ngày nào không còn dịch, trả lại bình yên của thế gian. Hai mươi ngày đầu năm đã toàn thật rồi, còn corona mang buồn đau đến cho nhà nhà. Khi không sinh ra vì run hại toàn thế giới, gây bao hoang mang bao hoạn loạn cho mỗi người. Nghe đâu phong phanh khu nhà tôi cách ly thật rồi, không ai đi đâu, chỉ sợ lây nhiễm ra cộng đồng. Công ty kinh doanh phải đóng cửa vì không khách, không ai kêu sâu, không có tiền đời tôi sống. Mai đây đến tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền xăng xe, rồi tiền đâu để đóng lời, tiền đâu mà thanh toán nhân viên, tiền đâu đóng ngân hàng, tiền đâu để chi tiêu. COVID-19 cô giờ đây giết tôi thật rồi. Anh em tôi ơi, phải làm sao nếu không còn tiền? Đêm không đi đâu, tôi ở nhà nằm trong xó, mong sao nhanh nhanh qua hết dịch lè cho xong. Bởi vì COVID nên tôi mới nghèo, tôi ngại không dám đi đâu gặp ai. Nếu tôi có gặp thì ngại bắt tay, lỡ dương tính đụng vào là lây liền. Phòng thân
cho chắc người ơi. Kiểm tra y tế sức khỏe mỗi ngày, nếu lỡ có sốt báo ngay địa phương, nếu ho có đàm thì phải cách ly, còn không báo thì mày sẽ đi tù, phòng lây sang những người bình thường. Anh em phải nhớ ra đường là phải bịt khẩu trang, chớ tụ tập ăn chơi, ở nhà ngay thôi, ở nhà đi em, đừng cố đi làm chi. Covid-19 cô giờ đây giết tôi thật rồi. Anh em tôi ơi, phải làm sao nếu không còn tiền? Đêm không đi đâu, tôi ở nhà nằm trong xó, mong sao nhanh nhanh qua hết dịch lẹ cho xong. Đêm không đi đâu, tôi ở nhà nằm trong xó, mong sao nhanh nhanh qua hết dịch lẹ cho xong. Đêm không đi đâu, tôi ở nhà nằm trong xó, mong sao nhanh nhanh qua hết dịch lẹ cho xong. Nhân loại oán trách em rất nhiều, sao lại mang dịch bệnh đi muôn nơi? Em làm khổ biết bao nhiêu người, không thể nở nụ cười ở trên môi. Giờ lớn ra khắp toàn cầu, mang niềm đau tràn lan ra năm châu. Giờ chẳng thiết mong sáng giàu, chỉ cầu cho dịch bệnh trôi qua mau. Sai lầm lớn nhất em mang trong cuộc đời là không biết thương thay cho nhân loại tôi. Cuộc sống ấm êm của biết bao nhiêu người, giờ chỉ vì em mà nguy nan chìm nổi. Giờ em gieo giấc thế đã qua đủ rồi, để cho chúng tôi yên thân đi dịch ơi. Giờ em cướp đi sinh linh của bao người, vì nhiệm chúng em mà phải kết thúc cuộc đời. Nhân loại oán trách em rất nhiều, sao lại mang dịch bệnh đi muôn nơi? Em làm khổ biết bao nhiêu người, không thể nở nụ cười ở trên môi. Giờ lớn ra khắp toàn cầu, mang niềm đau tràn lan ra năm châu.
giờ chẳng thiết mong sang đâu, chỉ cầu cho dịch bệnh trôi qua mau. Sai lầm lớn nhất em mang trong cuộc đời là không biết thương thay cho nhân loại tôi. Cuộc sống ấm êm của biết bao nhiêu người, giờ chỉ vì em mà nguy nan chìm nổi. Giờ em gieo giấc thế đã qua đủ rồi, để cho chúng tôi yên thân đi dịch ngơi. Giờ em cướp đi sinh linh của bao người, vì nhiệm chúng em mà phải kết thúc cuộc. Sai lầm lớn nhất em mang trong cuộc đời là không biết thương thay cho nhân loại tôi. Cuộc sống ấm êm của biết bao nhiêu người, giờ chỉ vì em mà nguy nan chìm nổi. Giờ em gieo giấc thế đã qua đủ rồi, để cho chúng tôi yên thân đi dịch ngơi. Giờ em cướp đi sinh linh của bao người, nhiệm chúng em mà phải kết thúc cuộc đời. Giờ em cướp đi sinh linh của bao người, vì nhiệm chúng em mà phải kết thúc cuộc đời. Corona này lây lan cho bao người, ta luôn nhắc nhau bạn ơi mau tránh, đừng đến những nơi đám đông và hàng quán phố đêm, hãy quay về nhà. Ai ơi chớ lo, hạnh phúc sẽ đến nếu ta đồng lòng. Ôi ya 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 ya, ôi ya 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 ya, ôi ya 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 ya. Trên đường nhớ mang khẩu trang, tránh nhớ tránh nhớ tránh nhớ tránh khi ai mang bệnh cách ly mọi người. Nhớ hay nhớ hay nhớ hay nhớ, ta luôn nhắc mình hay thường rửa tay. Nhớ hay nhớ hay nhớ hay nhớ, chớ quên diệt khuẩn, chớ quên xà phòng. Let's go. Mà sao nó lan thật nhanh khắp mọi nơi tận ra thế giới, từ người áo những chuyến bay về nơi đất quê nhà. Bao nhiêu người chen nhau hoài, cùng nhau loay hoay về nơi cố hương. Bao nhiêu thương này quê hương thân yêu này, đưa đi cách ly mà không tính toán. Còn corona này lây lan cho bao người, ta luôn nhắc nhau bạn ơi mau tránh, đừng đến những nơi đám đông và hàng quán phố đêm, hãy quay về nhà. Ai ơi chớ lo, hạnh phúc sẽ đến nếu ta đồng lòng. Ôi ya 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 ya, ôi ya 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 ya, ôi ya 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 ya, ôi ya 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 ya. Nhớ hay nhớ hay nhớ hay nhớ, khi đi trên đường nhớ mang khẩu trang, tránh nhớ tránh nhớ tránh nhớ tránh khi
ai mang bệnh cách ly mọi người. Nhớ hay nhớ hay nhớ hay nhớ, ta luôn nhắc mình hay thường rửa tay. Nhớ hay nhớ hay nhớ hay nhớ, chớ quên diệt khuẩn, chớ quên xà phòng. Let's go. Tránh nhớ tránh nhớ tránh nhớ tránh khi ai mang bệnh cách ly mọi người. Nhớ hay nhớ hay nhớ hay nhớ, ta luôn nhắc mình hay thường rửa tay. Nhớ hay nhớ hay nhớ hay nhớ, chớ quên diệt khuẩn, chớ quên xà phòng. Chiến thắng Corona.